Chiều ngày 16 tháng 7, đồng chí Lê Thanh Nghị, trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ trì buổi làm việc thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự cuộc họp có các đồng chí Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Xã hội đã tiến hành thẩm tra dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Cùng với đó, ban kinh tế đã tiến hành thẩm tra tờ trình và dự thảo thông qua danh mục các công trình dự án đầu tư công trung hạn 2021-2026, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021-2030, danh mục các công trình dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, bổ sung và làm rõ các nội dung nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để trình tại kỳ họp. Các vấn đề mà đại biểu quan tâm liên quan đến bổ sung một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, giải pháp về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đối với các lĩnh vực, xây dựng nông thôn mới, hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường chăn nuôi, Ngoài ra các đại biểu cũng đã góp ý vào danh mục các công trình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021-2030, danh mục các công trình dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tại cuộc họp các phòng ban ngành liên quan cũng đã giải trình làm rõ các nội dung mà các đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo để trình kỳ họp kết luận tại cuộc họp đồng chí lê thanh nghị trưởng ban tổ chức huyện ủy trưởng ban kinh tế xã hội đánh giá cao việc chuẩn bị các báo cáo tờ trình của ủy ban nhân dân huyện cũng như các ý kiến đóng góp trọng tâm trọng điểm của các đại biểu đề nghị ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và bổ sung chỉnh sửa phù hợp để hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất cùng với đó, đồng chí trưởng ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân huyện yêu cầu rà soát lại danh mục các công trình đầu tư công trung hạn đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội đảng, đặc biệt là thực hiện ba khâu đột phá và ưu tiên để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.